Johnny Trí Nguyễn, nam thần điện ảnh từng bị tố bỏ vợ theo Ngô Thanh Vân giờ sống ra sao? Johnny Trí Nguyễn từng là cái tên khuấy đảo màn ảnh Việt suốt một thời gian dài nhờ khả năng võ thuật đỉnh cao. Thêm vào đó, anh còn được nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài soái ca lãng tử. Johnny Trí Nguyễn nổi tiếng là một diễn viên võ thuật tài ba của điện ảnh Việt. Một số phim thành công của anh như Dòng máu anh hùng, Bảy rồng, Bụi đời trời lớn. Sau khi rời xa showbiz, Johnny Trí Nguyễn sống với đam mê võ thuật và mở một võ đường của riêng mình được kỳ vọng trở thành ngôi sao võ thuật hàng đầu Việt Nam. Johnny Trí Nguyễn tên thật Nguyễn Chánh Minh Trí, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1974 tại Bình Dương, nhưng cùng gia đình đi định cư ở Los Angeles, California, Mỹ vào năm 1982. Từ nhỏ, Johnny Trí Nguyễn đã được học võ vì gia đình anh có truyền thống võ học. Học và nghiên cứu khá nhiều loại võ nhưng cho đến khi làm quen với Wushu, anh mới thực sự tìm thấy đam mê. Anh từng tham gia đội tuyển Wushu Hoa Kỳ và đạt được huy chương vàng tại giải vô địch Pan American Wushu kỳ 2 tại Toronto nhờ vào khả năng võ thuật anh bén chuyên với điện ảnh và có cơ hội bước chân vào hollywood với vai trò diễn viên đóng thế trong hàng loạt phim đình đám we were soldiers spiderman ella and tractors làm người đóng thế được vài năm sony trí nguyễn ngừng hẳn việc đóng phim tập trung luyện võ cũng trong thời gian này anh đi làm ánh sáng và phụ quay cho các đoàn phim để kiếm sống và có tiền ăn học thế rồi những lời mời lại tiếp tục kéo sony trí nguyễn rời khỏi ghế trường đại học Giới người đóng thế không nhiều, đóng phim này quen người mới lại được giới thiệu sang phim khác. Trí Nguyễn lần lượt được đóng thế các pha hành động trong nhiều bộ phim, từ những vai nhỏ đến những vai lớn qua các phim We Were Soldiers, Spider-Man, đóng thế cho Green Goblin, Isla Echenter, Starship Trooper 2, Hero of the Federation, Spider-Man 2, đóng thế cho Spider-Man trong pha đánh nhau trên nóc tàu cao tốc, Collateral, Colorblind, Serenity, Jarhus và The Perfect Sleep. Cũng chính nhờ đó, tên tuổi của Sony Trí Nguyễn bắt đầu được chú ý. Một người bạn của Sony Trí Nguyễn khi làm phim ở Togum Yong ở Thái Lan nghe đoàn phim này đang casting, một nam diễn viên người Việt biết võ thuật để vào vai kẻ thù của Tony đã giới thiệu cho Sony Trí Nguyễn. Anh gửi băng demo sang và được mời tham gia. Togum Yong là một phim hành động, vì thế đất diễn của Trí Nguyễn cũng chỉ là những pha đánh đấm ngoạn mục ôm ấp hoài bảo có một bộ phim võ thuật dành riêng cho mình anh trở về việt nam nghiên cứu về lịch sử và cách viết kịch bản bắt đầu bước chân vào điện ảnh việt với hồn trương ba gia hàng thịt. sau đó anh tấn công mạnh mẽ vào bản phim hành động như dòng máu anh hùng bảy rồng buổi đời trời lớn johnny trí nguyễn làm chấn động điện ảnh võ thuật và trở thành ngôi sao võ thuật hàng đầu việt nam sau những bộ phim hành động, anh tiếp tục thử sức mình với những phim về tình cảm hài hước như nụ hôn thần chết, để mai tính, cưới ngay kẻo lỡ, tèo em. Nhưng những bộ phim sau đó không thành công như mong đợi, qua những thăng trầm anh quyết định từ bỏ showbiz để thực hiện đam mê trở thành võ sư của mình. Tháng 4 năm 2012, Johnny Trí Nguyễn mở giảng đường lấy tên là Liên Phong ở thành phố Hồ Chí Minh. Giảng đường là nơi để những người thật sự yêu thích võ thuật có nơi luyện tập chia sẻ đam mê chứ không nhằm mục đích kinh doanh. Bên cạnh việc dạy võ, anh còn tổ chức nhiều giải đấu. Hiện tại anh điều hành giải đấu võ đài có tên là Mekong Fighting. Tuy đã có kinh nghiệm trong nhiều môn võ nhưng gần đây anh tập trung vào môn võ tổng hợp MMA coi sự nghiệp là duyên với đời, anh đang thật sự sống với cái duyên đó. Ngoài việc dạy võ, anh còn tu thiền thanh tịnh, tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Chuyện tình chàng lãng tử đào hoa Johnny Trí Nguyễn Thuộc tóc xoái ca, sánh vai cùng Johnny Trí Nguyễn đều là những mỹ nhân, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Đầu tiên phải nhắc đến Katie Linh, người vợ cùng anh trải qua một thời gian khó. Sau 8 năm chung sống hạnh phúc và có hai cô con gái đáng yêu, Minh Trang Hailey và Thanh An Siler, cả hai quyết định chia tay. Sau khi ly dị vợ trong thời gian làm việc với Ngô Thanh Vân có nhiều lời đồn về mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Thay đó, Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân bắt đầu vướng tin đồn yêu đương sau dự án phim Dòng máu anh hùng. Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn thường xuyên xuất hiện bên nhau mọi sự kiện, mọi liên hoan phim trong nước và quốc tế hay chụp chung bộ ảnh nóng bỏng trên một tạp chí nổi tiếng của Thái Lan. Tuy vậy, họ không thừa nhận yêu đương nhưng cũng chẳng phủ nhận khi được hỏi xoáy vào mối quan hệ này. Cũng thời điểm sau khi dòng máu anh hùng ra mắt, vợ của Trí Nguyễn bất ngờ lên tiếng nói về sự rạn nứt hôn nhân do có người thứ ba. Không lâu sau đó họ ly hôn. Sau đó nam diễn viên hẹn hò với người đẹp Nhung Khách, tình yêu 10 năm không tiền của Nhung Khách và Johnny Trí Nguyễn khiến nhiều người vừa ngỡ ngàng vừa thán phục. Hai con người cách nhau 15 tuổi nhưng gắn bó với nhau hạnh phúc thoải mái và không hề có khoảng cách. Họ cùng đồng điệu về tâm hồn sở thích và nghề nghiệp. Trong những ngày tháng sống cùng nhau, Nhung Kết hỗ trợ anh trong công việc, chia sẻ sở thích chơi xe võ thuật nhưng cô không can thiệp sâu vào đời sống của anh. Tuy gắn bó nhiều năm nhưng họ vẫn không có ý định kết hôn và có em bé. Dù như thế nào chúng ta vẫn thấy cặp đôi này đã và đang sánh bước hạnh phúc cùng nhau, có lẽ chỉ cần như vậy là đã đủ với họ gây sốc với ngoại hình xuất sắc. Sau khi rút khỏi làng giải trí, bạn đi một thời gian hạn chế xuất hiện và không có vai diễn mới. Cuối năm 2018, Johnny Trí Nguyễn thu hút nhiều sự quan tâm khi tham gia một vài sự kiện ra mắt phim ủng hộ bạn bè tại thành phố Hồ Chí Minh. Không còn là một nam thần sở hữu vẻ bảnh bao thường thấy, trong những lần lộ diện này, Johnny Trí Nguyễn để lộ rõ thân hình gương mặt gầy gò và bộ râu dài, khiến anh già hơn hẳn so với tuổi thật. Chính vì sự kiến tiến suốt thời gian dài, nhiều đồng nghiệp và khán giả nghi ngờ và lo lắng nam diễn viên gặp vấn đề sức khỏe. Để tránh hiểu lầm, Johnny Trí Nguyễn đã lên tiếng khẳng định do không còn đóng phim nên anh không trao chuốt ngoại hình như xưa. Còn việc tăng cân hay giảm cân, bản thân anh đều tự kiểm soát được chứ không phải do vấn đề sức khỏe. Diễn viên Nhung Khết, bạn gái Johnny Trí Nguyễn cũng tiết lộ, không có gì đâu vì anh ấy thích như vậy thôi. Anh Trí là người khi đã quyết định điều gì thì không ai thay đổi được. Đến một thời điểm, nếu cần phải thay đổi để làm gì đó, anh ấy sẽ thay đổi thôi. Đó là lựa chọn của riêng anh Trí. Còn sức khỏe thì tôi xin khẳng định là hoàn toàn bình thường. Vài năm trở lại đây, Johnny Trí Nguyễn vẫn duy trì cuộc sống lặng lẽ và không có hoạt động nghệ thuật nào mới. Trong những hình ảnh hiếm hoa chia sẻ, anh vẫn giữ hình tượng bụi bặm khi để rau dài mặc trang phục tối màu.